nó cũng có nhiều cái chi tiết hơn. Đó, thì chú cũng có biết cái cuốn gia phả nó coi như là giải nghĩa rồi. Gia phả là gì? Gia phả hay gia phổ là sách dùng để ghi chép và sắp xếp có hệ thống liên tục nhiều đời của một dòng tộc. Trong quốc gia thì có sử ký ghi chép sự việc của nhiều người. Gia phả còn có tên khác tôn quy hơn dùng cho vua chúa, thì gọi là ngọc điệp hay ngọc phả, hoặc ghi về thần thánh thì gọi là thần phả hay thánh phả. Còn đối với thứ dân bất tánh thì dùng chữ tội phả hay tâm phả. Sách ghi chép rõ ràng gồm hai phần, một là lời nói đầu đoạn dẫn mạch căn cứ vào lần nào thứ mấy, hai ghi chữ tự từ đời này thủ tộc cho đến con cháu nối dòng đời sau, phụ hệ con trai thứ mấy của ông nào bà nào. Đó, đó là giải thích về vấn đề này. Ở đầu thì có những chữ này, chữ rằng dương danh vương tiền thủy quy hợp hiếu quy tổ phụ, một cây ra được sáu cành, bốn trai hai gái trưởng thành tốt tươi. Chúng ta sống ở trên đời trai do tiên tổ mới thời có ta, thân bằng cố hữu một nhà, cô dì chú bác cả nhà đôi bên, cùng chung huyết mạch tổ tiên, phải nên yêu mến phải nên kính được, nguyên thăm nội ngoại tùy đường, nhớ ngày dỗ tổ lẽ thường chớ quên, ngủ nhau lớn nhỏ dưới trên, đừng quên dỗ tổ mới là hiếu nhân. Vậy nên ghi chép sổ vàng, ngọc ngành gốc rễ họ hàng từ đâu, lưu cho con cháu mai sau tầm tâm vẫn tổ ngọ hậu truy tương. Nó tầm tầm về cái biên bản mà biên bản thành lập á, biên bản thành lập cái cuốn gia phả này thì biên bản hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 1995, chúng tôi gồm những người đầu ngành và cao niên thuộc dòng họ Phạm đã nhiều tháng năm bàn hỏi để truy nguyên gia thủy tổ nguồn gốc dòng họ của dòng tộc Phạm, dòng tộc họ Phạm của chúng ta từ đâu mà ra. Quý vị có tên sau đây là những người đầu tiên cùng nhau bàn hỏi truy nguyên và viết ra cuốn sử, viết ra cuốn gia phả này. Một, Du Xe Phạm Đình Trưởng, tức Lorenzo Lê Hữu Toàn. Hai, Du Xe Phạm Đình Trưởng. Ba, Du Xe Phạm Văn Kẻ Lê Văn Thành. Bảy, Phạm Duy Hùng. Tám, Du Xe Nguyễn Văn Cát, tức là ông Trẻ Thu. Chín, Vinh Xen Tê Nguyễn Văn Nhu. Mười, Du Xe Đỗ Kim Huệ. 11, Du Xe Nguyễn Văn Hùng. 12, Du Xe Lê Ngọc Hồng, tức là Dũng, con của Nữ. Nó là 12 người bàn bạc để làm ra cuốn này. Sau khi đã kết thúc các văn bản, họp bản và mọi những chi tiết thâu thập được cùng các nhân vật chính trong gia tộc trong họ Phạm, hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 1995, hồi 10 giờ một cuộc họp của toàn thể mọi người trong gia tộc dòng họ Phạm bầu ban đại diện gia tộc theo phương pháp dân chủ bỏ phiếu kín. Kết quả như sau: một, ông Du Xe Phạm Đình Trường trúng cử làm chủ tộc. Hai, ông Du Xe Phạm Văn Kẻ làm phó kim thủ quỹ. Ba, ông Du Xe Lê Văn Thành làm phó hai giữ sổ sách ghi chép nhiệm vụ và trách nhiệm. Ông trưởng tộc có quyền điều khiển chung các chi tộc trong gia tộc dòng họ Phạm, triệu tập các phiên họp gia tộc bằng hàng năm thông
thông báo mọi việc cần thiết đến chư tộc như tam chế dỗ trạng hoặc mặt thân yến, nhất là cổ động viên tương thân tương ái lẫn nhau, gây tình đoàn kết kết chặt chẽ trong gia tộc. Đã ấn định họp toàn thể gia tộc vào ngày 3 Tết Nguyên Đán mỗi năm. Dẫn giải ban đại diện gia tộc họp phật đã được thành hình và đi vào hoạt động kể từ ngày 22 tháng 2 năm 1995, do Lưu Xe Phạm Đình Trường chủ tộc Trần Họ cùng với toàn ban đại diện và các vị cao niên đồng tâm nhất trí với những tìm hiểu truy nguyên cổ nguyện dòng họ Phật, thì chúng tôi kết luận rằng chỉ tìm được nguồn gốc từ ông cụ cố tổ Phạm Văn Minh vào khoảng thập niên 1910. Trước đời cụ cố Phạm Văn Minh thì không có ai được biết gì hết. Ông Nguyễn Văn Cát, tức ông Trẻ Thu, là người cao niên nhất trong dòng tộc, kể rằng bố mẹ sinh ra ông Minh thì ông Cát cũng không được biết tên, chỉ biết rằng mẹ của ông Cát và ông Minh là hai anh em ruột và nằm trong số năm anh chị em được sinh ra từ xứ Bạc, huyện Đồng Quan, tỉnh Thái Bình, Bắc Việt. Thì bây giờ cái mục đích mà làm cái vấn gia phả này ấy, là để cho anh em nội ngoại chúng ta ngồi gặp nhau và biết nhau trong những cái họ chi tộc và gia tộc của chúng ta, ai là tổ tiên, ai là đầu nguồn cội của gia tộc. Thì trong năm anh em này, tức là còn kể ra là năm chi tộc, tức là ông Phạm Văn Trưởng, tức là Minh Cả, thứ hai là ông Phạm Đình Trường, thứ ba là ông Phạm Văn Kẻ, thứ tư là bà Phạm Thị Thỏa, thứ năm là ông Phạm Hữu Viết, là năm anh em, thì tức là năm chi tộc, coi như là năm chi tộc họp lại với nhau thì thành ra là một gia tộc. Đó. Cho nên là chúng ta tổ chức năm chi tộc này thành một gia tộc để mỗi một năm chúng ta hoạt động và họp mặt ngang lại để cho biết, giới thiệu cho những người chưa biết thì biết anh em chú bác cô gì ở trong gia tộc của mình, và để cho con cái noi theo, cháu chắc noi theo về sau, để cho chúng biết là đó là anh em hay là chú bác cô gì của chúng ta cùng một trong gia tộc, từ chi tộc mà nó sẽ kết hợp lại nó thành ra gia tộc, để cho mọi người biết nhau và tương thân tương trợ lẫn nhau. Chúng ta phải nhớ đến cái vấn đề mà chúng ta tương thân tương trợ những cái lúc mà tan chế hoặc là những cái tai biến nào của mỗi một gia đình nào ở trong gia tộc, thì chúng ta đến để thăm hỏi về tinh thần, giúp đỡ về vật chất. Chúng ta nên chú trọng cái đơn điều đó và cũng học những cháu chắc của chúng ta để cho chúng biết, để theo dõi. Chứ nếu mà chúng ta không có làm cái điều đó cho liên tục thì sau này con cái chúng ta không biết ai là ai. Cái điều đó là tôi ước mong cho tất cả mọi người chúng ta được tham gia vào cái gia tộc này để mà duy trì cái vấn đề trong gia tộc của chúng ta có cái sự đoàn kết, và trong đó chúng ta sẽ hiểu là những cái căn nguyên từ đâu mà có chúng ta, từ ông nào bà nào là tổ phụ của chúng ta, là tổ tiên của chúng ta, có ông bà, có cha mẹ, có anh em, cho nên là chúng ta
tạo dựng lên cái gia đoạn này hoặc là cái gia tộc này mà có mục đích là như vậy thôi. Thì xin mọi người này, cố gắng để mà theo đuổi và tham gia vào trong cái